Rồi, xin chào toàn thể các bác. Ngày hôm nay thì bên nhà em chính thức xả cho các bác 500 bộ pin sạc của Double KTV. 500 bộ pin sạc này sẽ dành cho 500 bác nào nhanh tay nhất muốn sở hữu và muốn sử dụng cái dòng pin sạc này. Và em sẽ giới thiệu qua một chút rồi báo giá luôn để cho tất cả các bác cùng tham khảo nhé. Đây là một dòng pin chuyên sử dụng cho hệ thống karaoke, hệ thống các bác sử dụng mic karaoke đấy, hát liên tục từ 5 đến 10 tiếng nếu như các bác sạc đầy, 5 đến 8 tiếng và 10 tiếng liên tục nếu như các bác sử dụng các cái dòng mic mà ăn ít pin thì các bác có thể sử dụng được một đôi này trong vòng 8 đến 10 tiếng. Đấy, còn bình thường là giờ dùng sử dụng 5 tiếng nữa các bác nhé. 3200 ampe, đây là dung lượng của một quả pin này. Đấy, như vậy là một quả pin này dung lượng rất là lớn các bác nhé, và một đôi này các bác sử dụng được rất là lâu. Và đặc biệt là đốc sạc, ngày hôm nay thì chúng ta có một đốc sạc có màn hình LCD theo dõi ở cái tốc độ sạc này, và đặc biệt là tự ngắt khi mà đầy pin này để nó hạn chế cháy nổ và bảo vệ được cái quả pin này khi mà các bác sạc nhé. Trong quá trình các bác sạc, nếu mà quên, chẳng may có quên không rút ra thì các bác cũng hoàn toàn yên tâm, bởi vì đây là một lốc sạc có tự ngắt khi mà nó sẽ đầy cái dung lượng pin. Và pin 3200 ampe này là một cái dòng pin dung lượng rất cao. Đấy, dung lượng rất cao và tuổi thọ của nó rất là cao các bác nhé. Các bác sạc được khoảng tầm trên 1.000 lần. Đấy, trên 1.000 lần cho nên là rất là tiết kiệm chi phí và cũng như là bảo vệ môi trường đúng không ạ? Ngày hôm nay thì bên nhà em có 500 suất duy nhất, 500 bộ này bán giá cho bác với giá rất tốt để cho bác nào mà mua về muốn sử dụng một bộ pin vừa bảo vệ được cái sản phẩm mic không dây nhà mình, hoặc là các bác sử dụng được các cái thiết bị điện tử mình bảo đảm nhất, an toàn nhất, thì các bác lên tham khảo cái dòng pin này. Và em cung cấp cho các bác sản phẩm này với cái giá là 320.000 các bác nhé. 320.000 thì các bác có thể sở hữu được một 4 quả pin như này và một bộ lốc sạc như này các bác nhé. Một bộ lốc sạc và 4 quả pin như này có giá là 320.000. Bên em sẽ bao ship cho các bác luôn. Và các bác sẽ được nhận hàng, sẽ được kiểm tra hàng xong thì bác thanh toán các bác nhé. Nhận hàng được quyền kiểm tra hàng xong thanh toán. Và chế độ bảo hành nhà em thì cung cấp cho bác bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng. Lỗi sản phẩm thì đổi cho các bác trong vòng 1 tháng này, và sẽ bảo hành lỗi sản phẩm cho các bác trong vòng 1 năm. Đó là trong quá trình các bác sử dụng trong vòng 1 năm rồi, nếu chẳng may nó có lỗi lốc sạc này hoặc là lỗi quả pin nào đó thì bên em sẽ hoàn toàn bảo hành cho bác trong quá trình sử dụng. Các bác hết sức yên tâm nhé. 320.000 một bộ. Đấy, tất cả các bác nếu mà có nhu cầu muốn sở hữu cái bộ pin sạc này để sử dụng cho thiết bị karaoke như là cái mic hoặc là các thiết bị điện tử khác, thì các bác hoàn toàn có thể để lại số điện thoại này hoặc là để lại địa chỉ ở dưới bài viết, để bên em sẽ có nhân viên gọi điện trực tiếp cho các bác tư vấn để cho các bác đặt hàng với những cái sản phẩm pin sạc. Đấy, pin sạc tự ngắt dung lượng rất lớn như này. Và đây là dòng pin chính hãng mà nhà em cung cấp độc quyền các bác nhé. Nhà em đang cung cấp độc quyền cái dòng sản phẩm này chính hãng. Chính vì thế các bác có thể hết sức là yên tâm trao chọn niềm tin bằng cách là các bác có thể để lại số điện thoại cũng như địa chỉ cho em. Các bác nhận hàng được quyền kiểm tra hàng xong thì các bác mới phải thanh toán các bác nhá. Rồi, cảm ơn các bác rất nhiều cùng xem video ngày hôm nay.